Rồi, Phương người giúp. Hello anh em. Nay Phương lại làm tiếp một cái clip. Tại vì Phương sợ là đôi khi Phương đo một cái tủ điện mà nó có công tắc tơ 3 pha. Như vậy thì cái anh em không không hình dung được, giống như lời của bạn ấy nói là đo những cái motor. Thì Phương cũng quên mất, tại vì Phương nhớ là không có motor để mà chạy trong cái chỗ kẹt quá nên là khó. Thì đây. Đây là motor nè, motor bơm tăng áp nè. Đó này nha các bạn, đây nha. Đây là một cái motor nè, cái bơm tăng áp nè. Bơm nước nè, đó, còn ống nước không à, đúng không ạ? Thì với cái motor bơm nước này thì sẽ đáp ứng được cái mà cái việc của bạn ấy là kiểm tra nó kiểm tra cái dòng với cái thiết bị là em phải kẹp như thế này, Yuki. Đó. Bên đang xài 2.80 10F ha, có cái loại 20F nữa mà 10F là được rồi. Đó nha. Đây. Thì giờ Phương sẽ cho cái bơm này nó chạy và cái cách kiểm tra như thế nào. Đây là cái bơm tăng áp nha các bạn. À ha. Bình thường nó sẽ im nhưng mà các bạn lúc mà có nước thì nó sẽ kêu. Đó, nó kêu để nó quay để nó bơm bù áp vô cho cái đường nước ống nó mạnh đó các bạn. Rồi nha, giờ Phương sẽ xuống Phương đo cái tủ điện của cái đó thì sao, tại vì cái này là nó chỉ có 2 dây, dây nóng dây nguội thôi ha. Thì nó 2 dây nó đấu bằng một cái con CB 2B hoặc 1B gì đó thì các bạn cũng đo cũng được, thì cứ chọt vô một dây mà đo thôi ha. Rồi, giờ Phương xuống tủ đây. Rồi đây nha. Rồi đây là Phương kẹp vô rồi nè. Đó, Phương kẹp vô một cái sợi dây nè. Nó có một cặp dây nè, các bạn thấy không nè, cái cặp dây của nó nè. Thì nó chẻ một dây lên con CB này, một dây thì nó đấu vô một cái nguồn hoặc là cái thanh này tùy cũng được, do là hồi xưa họ đấu vô cái này hoặc là họ móc vô trong cái thanh nguội đó cũng được, có đó tùy ha. Nhưng mà chứ các bạn chỉ cần đo một dây vô ngay con CB là được rồi, hoặc là nó có cái CB tép CB 2 23 hai dây nóng nguội chọt vô thì các bạn cứ bóc một dây đó các bạn đo ha. Thì đây đó, hiện tại nó chưa chạy nè, tuy là bật nhưng mà nó chưa chạy. Lý do là nó chưa có cần phải tăng áp, hiện tại không ai xài nên nó không cần tăng áp nên nó chưa chạy. Thì các bạn nghe nha, chút xíu á Phương mở nước xong rồi bắt đầu là bơm nó chạy thì để mà kiểm tra nha. Đó, đây là một pha được cái chọt vô vậy kiểm tra trường hợp CB tép nè, đó. Trực cắm dưới CB vậy ha. Giờ để Phương mở cái nước cho nó chạy nha. Giờ Phương sẽ đi ra một cái chỗ mà có bình chi để đi mở cái vòi nước lên rồi cho nó chạy cái bơm ha. Này, ồ này có bình chi rồi, Phương mở nha. Nè đó, các bạn thấy không, Phương canh nước á, Phương canh cái bơm tăng áp còn do cái vòi đó nó không có bị giật ha. Cái đây là Phương, cái này là mình phải canh nha. Nó vậy đâu. Rồi, giờ Phương quay vô trong cái chỗ cái CB bơm này. Cái bơm thì nó sẽ giờ bắt đầu là cái âm bạc kẹp á. Nó có dòng. Nè ha. Đó. Các bạn để ý các bạn sẽ nghe một cái tiếng, tại cái đó là ở trên đó đó. Các bạn nghe không? Cái tiếng o o không? Đó là nó đó. Và kèm theo nè. Nó có dòng chạy rồi nè. Đó. 1.65 nè. Bạn thấy không? Giờ Phương thử Phương tắt cái bơm này nè. Là các bạn nghe nó hết rồi nha. Các bạn thấy nó im rồi đúng không? Phương đã tắt nè. Và cái dòng nó lên không rồi nè. Và trong cái nước vẫn chạy nhưng mà bơm này Phương đã tắt rồi. Nó ha. Đó, cái này là cái cách đo mà cái motor giống như bạn ấy muốn luôn nè. Rồi giờ Phương bật lên. Đó, thấy không? Nghe nó kêu và dòng nó lên. Đó các bạn cứ kẹp vô một dây nào, dây đó thôi. Bạn thấy không? 1.64, đó là dòng đó. Các bạn ha. Rồi, giờ băng thường là băng đêm thì Phương sẽ tắt nó xuống để cho nó giảm đi cái bơm nó, lỡ nó có rò rỉ nước thì nó cũng không có chạy được. Mà rò rỉ nước băng đêm lại là nguy hiểm. Thì băng đêm rò rỉ nước nguy hiểm đó các bạn ha. Không ai đó đoán được điều gì đó.
nè, mình cứ chọt và mình cứ để qua cái thang ampe thôi, mình cứ là dày đó, qua dày rồi giờ là xong ampe nè, quên xe chiều, quên chiều ôm đo thông mạch rồi là các kiểu vậy đó, rồi vậy ha. Rồi nước thì vẫn chảy đó, ban đêm thì tắt, ban ngày vẫn cho bật. Rồi mai mốt những cái hệ thống này Phương sẽ leo nó làm tự động hết, nó cho chạy tới giờ là tắt luôn chứ không phải mà đi bật tắt nữa. Rồi video của Phương có lẽ là đến đây cũng đã giúp được cho anh đã comment trên kênh của Phương hiểu về cái cách đo dòng của những cái motor là như thế nào. Hiện tại là Phương đã làm cái video thứ hai ha. Video đầu tiên là đo cái motor 3 pha. Dạ, chờ con xíu nha. À, chú hả? Chú lại chú bật giùm con cái con CB Hòa Hút á. Dạ. Chú để máy đi nha. Dạ đúng rồi, chú bật đi. Dạ rồi, con cảm ơn chú để về cho con. Rồi xíu xíu con nhờ chú lại tắt lại xong. Rồi cảm ơn chú nha. Đây các bạn thấy không ạ? Lúc mà mình nhờ cái chú đó chú bật á thì đây. Đó, giờ bắt đầu dòng lên rồi nè. Con motor đã đóng rồi nè. Đó các bạn thấy không? À, nó đóng nè vô một cái khoảng nè. Đó. Nó hít cuộn co vô rồi đó để cho nó đóng. À, để cho nó chạy. Bình thường thì các mình để đảm bảo an toàn thôi. Chứ nếu mà các bạn lấy mua để vô con CB này dở lên cũng được, nhưng mà để đảm bảo an toàn vậy thì mình nên làm như thế này. Đúng ra mình còn một cái relay nhiệt phía dưới cái con này nữa nè, nhưng mà đợt đó do là chưa có kinh phí nên là Vân không có xin thêm, Vân chỉ xin bấy nhiêu cũng làm bấy nhiêu thôi, rồi mai mốt để rảnh rảnh rồi khi nào nó có kinh phí dự trù cho năm nay á Vân mới xin thêm. Video này là đo motor 1 pha. Rồi vậy nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng được anh em quý mến ủng hộ kênh của Phương. Hãy nhấn đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh Phương. Rồi, bye bye.